朋友快乐父子俩。儿子的头大手儿小，爸爸的头小手儿大，大手牵小手走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。转眼儿子就长大。Bố đầu nhỏ, con đầu to, tập 239. Tập trung sự chú ý. Thường ngày con toàn làm cái gì vậy? Ngày mai phải đi học rồi, vẫn còn một bức vẽ chưa hoàn thành. Con bảo làm thế nào đây? Không sao đâu mẹ, tập về. Bây giờ con bắt đầu vẽ là được mà. Được rồi, con nghe mẹ. Đầu tiên vẽ một ngôi nhà lớn, sau đó... Thằng bé này lại mất tập trung rồi. Bảo con vẽ, sao con lại đi nghịch bút sáp màu? Nghe rõ đây, ngôi nhà phải vẽ thế này. Vẽ mái nhà trước. Thằng bé này ham chơi quá. Con, ngồi ngay ngắn. Chuyện gì thế? Sao trong nhà toàn mùi thuốc súng vậy? Ngày mai đi học rồi mà con đồ to mới nhớ ra còn một bức tranh ngôi nhà trong tim chưa hoàn thành. Em dạy con tử tế thì con toàn không tập trung. Mẹ tập về, trẻ con có cách nghĩ của trẻ con. Em cứ để con tự vẽ đi, không có em chỉ dẫn liệu con có vẽ được không? Thằng bé cứ vẽ được một chút là lại bỏ sang làm việc khác. Thế để anh trông con vẽ, trông con chặt vào, nếu không được một lúc là chả biết con đi đâu làm gì mất rồi. Anh biết rồi, biết rồi. Con đồ to, theo bố vào phòng sách. Có thể chơi với bố rồi, hay quá. Con đồ to, bố nghĩ nên để con phát huy trí tưởng tượng. Nhưng mẹ nói cũng đúng, con phải tập trung. Tập trung tức là trong lúc vẽ, con không được nghịch bút sáp màu, cần phải chuyên tâm hơn. Con đầu to, tập trung tức là khi làm một việc gì đó thì chỉ dồn toàn bộ sự chú ý vào việc đó mà thôi. Chẳng hạn mẹ tập về bảo bố trông con vẽ thì bố sẽ không lơ là, sẽ không làm việc gì khác. Sao lại hỏng mất rồi? Con cứ vẽ đi, bố xuống lấy đồ dùng. Chờ bố, không được làm việc khác đâu đấy. Bóng đèn sao hỏng mất rồi? Cái gì vậy? Đây chính là chiếc nhẫn mà mẹ tập về tìm mãi không thấy mà. Hóa ra ở đây. Hả? Em bảo anh trông con đồ to vẽ cơ mà. Sao anh lại chạy ra đây? Lại còn đang nông nổi này. Anh đang trông con đồ to vẽ thì phát hiện chiếc ghế bị hỏng, nên ra lấy tua với sữa. Xong lại nhìn thấy bóng đèn hỏng, rồi phát hiện ra chiếc nhẫn em tìm bấy lâu. Sau đó thì thành ra như hiện giờ. Bất đắc dĩ. Anh nhìn anh xem, trông con đồ to vẽ mà lại mò ra được cái nhẫn. Cái tật làm việc không tập trung của con đồ to chính là học từ anh đấy. Giờ anh đi trông con vẽ cho xong đi. Con đồ to, mẹ tập về nói đúng, phải nghiêm khắc yêu cầu con, không được chơi nữa. Không phải đâu, bố đồ nhỏ, là thế này, đừng giải thích nữa. Nghe lời bố, vẽ ngôi nhà trước rồi vẽ sân vườn. Bố sẽ liên tục trông chừng con. Hai bố con nhà này chưa bao giờ khiến mình yên tâm được cả. Con vẽ đi, bố xuống thu dọn cho mẹ rồi lên. Lần này không được chơi nữa đấy, nghe rõ chưa? Con đã bảo là không phải rồi. Cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi.
mệt đến mức không duỗi thẳng lưng được nữa. Anh đấm lưng cho em. Được rồi đó em yêu. Bảo anh trông con đồ to vẽ cơ mà, sao lại chạy ra đây? Ừ nhỉ, anh đi luôn đây. Không cần đâu, con vẽ xong rồi. Đây là con làm á? Vâng, đây chính là ngôi nhà trong tim của con, được ghép nên từ những hình ảnh đẹp trên báo và tạp chí. Thì ra ban nãy con bày báo ra không phải để chơi, mà là ghép hình à? Xin lỗi con đồ to, bố trách nhầm con rồi. Mẹ cũng sai rồi. Thực ra con đồ to nhà ta đã có thể độc lập chuyên tâm hoàn thành bài tập của mình rồi. Đương nhiên rồi, có điều đúng là con quên khuấy, vẫn còn bài tập này thật. May mà có mẹ tập về nhắc nhở. Nào, bố giúp con dán bức tranh này lại. Con đồ to giỏi lắm. Quân sự hóa quản lý. Sút, lại sút lịch rồi. Vào bếp bưng bát đũa đi. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về gọi chúng ta vào giúp. Bố không nghe thấy. Thế con cũng không nghe thấy. Bao. Hoa, tuyệt vời. Con đồ to, bố có dự cảm chẳng lành. Bát đũa không đi bê, ăn uống xong cũng chẳng biết đường dọn. Con đồ to, bố đồ nhỏ, hai người thật sự quá đáng lắm rồi. Mẹ tập về ơi, tụi con sai rồi. Mẹ đừng giận mà. Giờ anh đi bưng bát đũa luôn. Bây giờ nhận lỗi đã muộn rồi. Mẹ tuyên bố từ mai trở đi sẽ thực hiện quân sự hóa, quản lý nghiêm khắc với hai bố con. Gì cơ? Cháy rồi. Bố đồ nhỏ, sao chỉ có mình bố chạy ra? Mẹ tập về đâu? Bố không biết. Con đồ to, bố đồ nhỏ, mẹ ở tầng 1. Hai người mau xuống đây. Thì ra không có cháy. Mẹ toàn dọa tụi con thôi. Không dọa thì hai người có chịu dậy không? Mẹ tập về. Đang đêm em gọi bố con anh dậy làm gì? Huấn luyện. Bây giờ cho hai người 3 phút để thay đồ, vệ sinh cá nhân. Sau 3 phút tập hợp dưới sân. Mẹ tập về ơi, trẻ em cần được ngủ. Chỉ huấn luyện bố đồ nhỏ thôi có được không? Con đồ to, con lại đưa ra ý kiến xấu xa thế. Em đừng nghe con nói. 3 phút bắt đầu đếm ngược, nếu không hoàn thành sẽ có hình phạt nghiêm. Bố đồ nhỏ, đừng ranh nhà vệ sinh với con. Hết giờ, tiếp theo chạy 5 vòng quanh sân. Hả? 5 vòng á? Mẹ tập về, 5 vòng có nhiều quá không? Hôm nay chạy 3 vòng trước đã được không? Kỳ kèo mặt cả, thêm 1 vòng. Hả? Không phải chứ. Nghiêm, bên trái quay. Chạy đều, chạy. Hóa ra cài lịch cúc áo, hèn gì cứ thấy khó chịu. Không nghiêm túc, chạy thêm 2 vòng. Tụi anh rất nghiêm túc mà. Ngồi ngay ngắn, ăn cơm. Bữa sáng chỉ có bánh bao với cháo thôi à? Đúng vậy, có ý kiến gì? Không, không có. Mẹ tập về ơi, con mệt muốn chết rồi. Con muốn uống sữa, ăn sandwich. Trong thời gian quân sự hóa quản lý, bữa sáng chỉ ăn thế này thôi. Con đồ to, con không ăn thì cứ để bụng đói đi. Con đồ to, ngày trước con thích ăn bánh bao lắm mà. Ăn cháo xong nhớ rửa bát. Rõ. Hai người phải dọn dẹp sắp xếp lại căn phòng theo tiêu chuẩn trên hình ảnh. Ví dụ, gấp chăn thành đầu phủ khối, xếp giày dép, đồ linh tinh thành một đường thẳng, không được dùng công cụ. Mẹ tập về yêu cầu cao quá. Con đồ to, chúng ta hãy chia nhau ra hành động đi. Gấp chăn khó, để bố làm. Con đi xếp giày đi. Bố đồ nhỏ, bố thật tốt. Mẹ tập về ơi, tụi con đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao phó. Mời em nghiệm thu. Chăn không đạt. Giày cũng không đạt. Mẹ tập về, nếu mẹ thấy tụi con làm chưa tốt thì mẹ làm mẫu đi. Sao lại thế nhỉ? Con đồ to, thời đại học mẹ tập về học quân sự là cá nhân tiêu biểu đó. Mẹ tập về, cảm ơn em đã giúp đỡ.
em làm tốt quá. Con đồ to, bố đồ nhỏ, hai người đừng hòng An Giang qua cửa. Làm lại, khi nào làm tốt thì thôi. Nội dung tập luyện chiều tối là dọn sân vườn. Bố đồ nhỏ ơi, chúng ta lười nhác như thế, kiểu gì cũng bị phạt. Cứ thế này mãi không phải là cách hay. Hay là chúng ta muốn chống lại hả? Đương nhiên không phải. Ý anh là nghiêm túc tự kiểm điểm lỗi lầm của mình. Mẹ Tập Về ơi, con và bố đồ nhỏ hứa từ sau nhất định sẽ chăm chỉ chịu khó. Xin mẹ đừng thực hiện quân sự hóa quản lý nữa, có được không? Thật không? Thật ạ. Thật thật. Được, đợt quân sự hóa quản lý lần này kết thúc tại đây. Sau này nếu ai lười nhác, mẹ sẽ lại dùng chiêu này. Vào bếp giúp mẹ một tay nào. Bố đồ nhỏ, mẹ Tập Về gọi chúng ta vào giúp kìa. Gì cơ? Bố không nghe thấy. Con đi xem sao. Bố đồ nhỏ, anh biết sai vẫn không sửa. Em tuyên bố tiếp tục thực hiện quân sự hóa quản lý với anh. Bố đồ nhỏ, con đầu to, tập 240. Huấn luyện ông bố tốt. Bố về rồi đây. Bố về rồi. Hai mẹ con sao lơ bố thế? Con nói không sai chứ, không phải chỉ kém một tí thôi đâu. Đúng thật, hai người đang nói gì thế? Cái gì kém một tí? Bố tôi kém bố của kẹo bông không phải chỉ một tẹo đâu. Hôm nay đi học phụ huynh ở nhà trẻ, gặp bố kẹo bông. Bây giờ bố kẹo bông là thần tượng của tất cả các bé. Bố kẹo bông có thân hình vô cùng khỏe mạnh, cánh tay đầy cơ bắp. Cơ bắp gì chứ, bố cũng có. Cơ bắp có gì ghê gớm? Người thông minh mới là tài giỏi. Bố đầu nhỏ chính là người thông minh. Bố biết nói tiếng Anh không? Bố kẹo bông còn đọc thơ cho mọi người nghe bằng tiếng Anh nữa. Thôi được. Em nghe mẹ kẹo bông nói, bố kẹo bông ở nhà rất giỏi nấu ăn. Hàng ngày về nhà đều giúp mẹ kẹo bông làm việc nhà. Anh thua. Bố đầu nhỏ, sao bố lại chịu thua dễ dàng như thế? Đúng đấy, chồng em không phải người dễ dàng chịu thua. Kể từ hôm nay, hai mẹ con sẽ huấn luyện bố đồ nhỏ. Huấn luyện bố. Chính xác. Em và con đồ to sẽ tổ chức một cuộc huấn luyện ông bố tốt.
Nhất định phải huấn luyện anh thành ông bố tốt hơn cả bố kẹo bông. Bố đồ nhỏ cố lên. Thực ra nấu ăn không hề khó như anh tưởng đâu. Em làm mẫu cho anh nhé. Xào nấu chỉ đơn giản vậy thôi. Bố đồ nhỏ, bữa tối giao cho bố nhé. Cố lên. Mẹ tập về, con đồ to, ăn cơm thôi. Nhanh thế, bố đồ nhỏ nhà ta cười ghê. Bố đồ nhỏ ơi, bố làm món ngon gì cho hai mẹ con thế? Cho hai mẹ con thưởng thức tay nghề của đầu bếp bố đồ nhỏ. Đây là món gì vậy? Nấu ăn ấy mà, chỉ cần làm chín là ăn được. Nên anh cho vào hầm luôn, tiết kiệm thời gian và công sức. Nào, nếm thử đi. Ủng hộ đầu bếp bố đồ nhỏ. Con đồ to, mau nôn ra. Thôi, để mẹ đi nấu cơm. Mẹ tập về, vất vả rồi. Cơm tối em làm không có phần của anh đâu. Anh ăn hết cái nồi thập cẩm của anh đi. Bố ăn nhiều vào. Bố đồ nhỏ, chỉ cần mỗi ngày bố nâng được 100 cái là sẽ khỏe như bố kẹo bông. Con đồ to, con siêu thật. Bố đồ nhỏ, đến lượt bố rồi. Nguy hiểm quá, quả tạ này nặng thế. Con đồ to, sao con siêu thế? Hóa ra là tạ làm bằng nhựa. Con đồ to, con xảo quyệt quá. Con là trẻ con, đương nhiên không nâng nổi quả tạ nặng như thế rồi. Cả vú lấp miệng em. Hai mẹ con lại muốn làm gì? Bố của kẹo bông nói tiếng Anh rất siêu. Bố đồ nhỏ, bố cũng phải cố gắng đấy. Con cũng phải học cùng bố đồ nhỏ. Bố đồ nhỏ học tiếng Anh thì con phải chăm chỉ học phiên âm. Hôm nay con phải học thuộc hết bản phiên âm đấy. Chả hiểu gì hết. Muốn đi chơi ghê. Thế chúng ta đi chơi đi. Được đấy. Cơ mà con phải trang điểm cho bố đồ nhỏ. Huấn luyện ông bố tốt tiếp theo. Hình như còn thiếu gì đó. Đúng rồi, bố đồ nhỏ, con làm cho bố một kiểu tóc thật đẹp nha. Bố đồ nhỏ, đẹp trai quá trời luôn. Đây là kiểu tóc gì vậy? Kẹo bông nói, bố em ấy nhiều khi cũng chải tóc kiểu này. Chải tóc như thế này là thành ông bố tốt à? Con chỉ muốn bố đồ nhỏ của con vượt qua bố kẹo bông thôi. Thôi được, như thế này đủ đẹp rồi chứ. Chúng ta đi tản bộ đi. Vẫn chưa đủ. Con còn muốn làm gì nữa? Con muốn bố đồ nhỏ đẹp trai hơn nữa. Bố đồ nhỏ, bố đang làm gì đấy? Chúng ta về nhà đi. Sao lại về ạ? Mình vừa mới ra được một lúc mà. Nhưng bố cứ cảm thấy như thế này kỳ cục lắm. Chả kỳ tí nào. Bố đồ nhỏ nhà ta đẹp trai nhất. Đẹp hơn bố kẹo bông. Thật không? Thế chúng ta đi tản bộ đi.
Con đầu to, gãi lưng hổ bố với, ngứa quá. À, con nhện. Gì cơ, nhện á? Chú ơi, chú làm ơn cứu bố cháu với. Người này là bố đầu nhỏ. Tôi là bố đầu nhỏ thật mà. Mau cứu tôi với. Trên cánh tay anh là... Con đồ to nói buộc cái này lên trong người sẽ vạm vỡ, có cơ bắp. Hóa ra là giấy vệ sinh có thể biến thành cơ bắp à. Con đồ to đâu rồi? Con đồ to... Con đồ to, chuyện tốt con làm đấy. Bố bị hàng xóm cười cho thối mũi kia kìa. Thôi, em quyết định, cuộc huấn luyện ông bố tốt hôm nay là kết thúc. Bố đồ nhỏ, bố làm con thất vọng quá. Huấn luyện bố lâu như thế mà chẳng tiến bộ lên tí nào. Chúng ta hãy chấp nhận hiện thực đi. Bố đồ nhỏ nhà ta, số trời đã định, không thắng nổi bố kẹo bông rồi. Ai nói anh không bằng bố kẹo bông? Từ mai trở đi, anh tự huấn luyện mình. Anh nhất định phải trở thành ông bố tốt. Bố đồ nhỏ ơi, con sợ. Đừng sợ, có bố ở đây. Chú đồ nhỏ, chú đỉnh quá. Còn lợi hại hơn cả bố cháu nữa. Lợi hại hơn bố cháu thật sao? Bố đồ nhỏ, bố mới là ông bố tuyệt vời nhất, không ai sánh bằng. Con cũng là cậu con trai tuyệt vời nhất, không ai sánh bằng con. Con đồ to, chúng ta về nhà thôi. Về nhà thôi. Tạm biệt kẹo bông, Tiểu Minh nhé. Tạm biệt.
手儿大，大手牵小手，走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。儿子的头大手儿小，爸爸的头小手儿大，大手牵小手，走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。Bố đầu nhỏ, con đầu to, tập 241. Nhân viên chuyển phát nhanh. Có hàng chuyển phát nhanh. Con ở nhà sao không ra mở cửa? Bố đầu nhỏ, hôm qua bố vừa dạy kỹ năng an toàn cho con. Ở nhà một mình, không mở cửa cho người lạ. Mẹ tập về không ở nhà. Mẹ tập về đang ngủ. Thế con nên gọi mẹ dậy, mở cửa nhận hàng chứ. Để người ta chờ lâu thế không hay. Thì cứ để cho chú ấy chờ một lúc. Trời nắng nóng thế này, người ta phải giao đi giao lại vất vả lắm. Chú chuyển phát hàng ngày được lái xe máy đi muôn nơi, vui biết bao. Con thấy vui thì thử đi giao hàng một lần xem. Bố đi cùng. Thế nào? Được ạ. Lên đường thôi, đi giao hàng. Có làm được không? Không thành vấn đề. Thế nào? Giao hàng không dễ dàng chứ. Để bố giúp con. Hả? Con đồ to, từ từ thôi. Con làm được. Ở nhà không? Hình như không có ai, nên gọi điện xác nhận trước khi đến mới đúng. Đúng thế, nhân viên chuyển phát đều làm như vậy. Bố đồ nhỏ, cho con mượn điện thoại được không? Là bưu phẩm của chú Mao, nên giao cho chú ấy trước. Là một nhân viên chuyển phát thì phải biết sắp xếp hợp lý. Con gọi cho chú ấy trước đi. Chắc không phải, cũng đi vắng đốt chứ. Chắc chắn ở nhà, lúc đi con còn nghe thấy tiếng ngáy o o của chú Mao mà. Chú Mao ơi, chú có bưu phẩm này. Con nhấn chuông một cái thôi. Chuyện gì thế, không cho người ta ngủ à? Chú Mao, chú có bưu phẩm à? Mới sáng sớm, phá ngang giấc mơ đẹp của người ta. Sao không đánh tiếng trước hả? Sáng sớm gì nữa, 10 giờ rồi, gọi điện chú có nghe máy đâu. Không nghe thì chứng tỏ đang ngủ, lại còn gõ cửa, điếc tai. Địa chỉ không sai, nhưng số điện thoại nhìn không rõ. Con gõ cửa đi. Bố đồ nhỏ ơi, bố gõ cửa đi. Con gõ cửa đi, con đồ to, nhân viên chuyển phát đều tự liên hệ với người nhận. Đứng lại. Biết thế chẳng đuổi theo nữa. Là một nhân viên chuyển phát, nhất định phải đảm bảo hàng hóa không bị thất lạc và hỏng hóc. Kẹo bông, em muốn gửi đồ à? Được, anh đến ngay. Anh đồ ta ơi, em muốn gửi những cuốn sách này đến trường tiểu học Hy Vọng. Con không làm nữa, không làm nữa. Chuyển phát gì chứ, mệt hết cả người, chả vui gì cả. Con không làm nữa. Anh đến nhanh quá, thật không hổ là nhân viên chuyển phát. Tôi ở ngay gần đây mà.
Chú chuyển phát ơi, cháu xin lỗi lần trước đã làm chú phải đợi lâu. Hôm nay cháu đã hiểu làm nhân viên chuyển phát vất vả nhường nào rồi. Con đồ to, cảm ơn cháu đã hiểu và thông cảm cho. Bố đồ nhỏ ơi, sau này chúng ta hạn chế mua đồ thôi, cho nhân viên chuyển phát đỡ vất vả. Chỉ cần con hiểu rằng làm công việc gì cũng không dễ dàng, cũng đều phải tôn trọng họ là được rồi. Bố đồ nhỏ, sao không có ai ở nhà thế? Bộ đồ em mua giao tới rồi, mau ra ký nhận đi. Thật và giả. Bun Bun, mau chạy đi, xem chúng ta ai nhặt được quả bóng trước. Bun Bun ngốc thật, còn không chạy nhanh bằng con. Không sao, Bun Bun còn nhỏ, đợi nó lớn lên nhất định sẽ chạy siêu nhanh. Vậy chúng ta cho nó chạy nhiều, để mau lớn có được không ạ? Được. Bun Bun cố lên, mau đuổi theo đi. Chó nhà các cậu yếu quá. Xem chó nhà tôi đây này. Nào, ngồi xuống. Chạy, nhảy. Bắt tay. Thú vị thật, chứ gì nữa. Thế này hơi khoa trương nhỉ? Không hề khoa trương. Chó cần biết gì thì chó giả của tôi cũng biết hết. Lại còn không ăn thức ăn, không rụng lông, không cần đi bệnh viện thú y. Chó nhà các cậu có làm được như vậy không? Không thể. Thế mới nói, quan trọng nhất là nó cũng biết trong nhà như chó thật. Cắn nó. Được rồi chú mau, đừng mang con chó giả này ra dọa người nữa. Giả còn xịn hơn cả thật. Đồ giả có gì tốt, con không thích đồ giả. Đúng, bố cũng không thích. Cơ mà hình như trong cuộc sống có rất nhiều hàng giả đó. Bố đồ nhỏ, chúng ta cùng đánh giả có được không? Đánh giả? Đúng vậy, chúng ta phải đả đảo toàn bộ hàng giả. Đẹp quá, đẹp quá. Xinh ghê cơ. Mẹ kẹo bông à, tôi nói chị nghe, quả nhiên gắn lông mi giả lên, trông mắt vừa to vừa đẹp. Đợi tôi gắn xong cả hai mắt, sẽ xinh đẹp đi gặp chị. Con đồ to, con đang làm gì đấy? Con đang đánh giả, mẹ tập về. Đánh giả? Đánh giả cái gì cơ? Nhà mình có hàng giả đâu. Mau trả lông mi giả cho mẹ. Con đồ to, trả đây. Con đồ to có chuyện gì thế? Sao lại cướp đồ của em? Chịu thôi, con trai mình nói phải đả đảo toàn bộ hàng giả. Em xem, thằng bé còn muốn mở triển lãm kìa. Đám hoa cỏ này nhìn quen quen. Ôi trời, đây là hoa giả, dùng để trang trí bồn hoa trong khu phố mà. Đúng rồi, đúng rồi. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về mau nhìn nè. Đây là cái gì? Tóc giả của bà Vương hàng xóm đấy ạ. Trời ơi, sao con mang cả cái này về đây? Nó cũng là giả, con phải đánh giả. Nghịch ngợm quá rồi, mau đi trả lại cho bà Vương ngay. Đám hoa giả này cũng phải trả lại về chỗ cũ. Tại sao ạ? Chúng đều là giả mà. Những món đồ giả này giúp cuộc sống của chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn. Gọi là giả để phân biệt với thật thôi, chứ thực ra là đồ trang trí, con phải biết phân biệt chứ. Nhưng con thấy mẹ tập về như bây giờ chả đẹp gì cả. Đúng rồi, lông mi giả của mẹ đâu? Mau trả nó lại cho mẹ. Hả? Mẹ tập về nổi giận rồi. Mau trả lại những thứ này về chỗ cũ nhanh lên. Bố đồ nhỏ ơi, vì sao hoa giả rồi tóc giả của bà Vương không tính là hàng giả à? Bởi vì chúng đều là thứ mà con người cần đến. Con xem, bồn hoa cài thêm những bông hoa giả này đẹp lên bao nhiêu. Bà Vương đội tóc giả lên trông cũng trẻ ra hẳn. Nhưng nếu chúng là đồ thật thì sẽ tốt hơn. Đương nhiên, đồ giả nói sao đi nữa cũng không tốt bằng đồ thật được. Nhưng đôi khi đồ thật không phải lúc nào cũng có, thì cần phải có đồ nhân tạo để bù vào. Hãy
Nhìn xem, con chó giả của tôi mạnh hơn con chó thật nhà cậu nhiều. Được lắm, mày vẫn chưa phục à? Tao sẽ cho mày biết tay. Đừng, đừng. Sao bất động rồi? Mau đi cắn nó đi. Đi đi, mau lên. Đồ vô dụng. Chú mau cẩn thận. Bố đồ nhỏ nói đúng, đồ giả không tốt bằng đồ thật. Chú mau, giờ chú đã tin chưa? Chó của tôi phải trả lại hàng về. Bố đầu nhỏ, con đầu to, tập 242. Cứu lấy trái đào. Bố đầu nhỏ, có hàng chuyển phát nhanh. Ra liền, ra liền. Wow, con chưa từng thấy trái đào nào bự ngần này. Con đầu to, lát gọi điện cảm ơn bà nội nhé. Vâng ạ. Vẫn là mùi vị thuở nhỏ. Đào năm nay to thật. Bố đầu nhỏ, anh xem, trong này có trái đào bị hỏng. Gì cơ? Đào bị hỏng á? Trái này hỏng. Trái này cũng hỏng. Hai người tranh giành làm đào bị rơi dập đấy. Nên cho vào tủ lạnh. Đào bị dập đã bắt đầu thối rồi. Phải vứt ngay những trái đào bị thối đi, kẻo lây lan. Hả? Vứt đi á? Ừ, vứt luôn. Đừng mà, cứu tôi với. Bố đầu nhỏ, mẹ tập về. Việc vứt đào cứ giao cho con đi. Để bác sĩ đầu to kiểm tra xem đào bị thương thế nào. Trái đào ngon lành thế này, mình sẽ không vứt đi đâu. Thú vị ghê. Sao ngứa ngáy khắp người thế nhỉ? Lạ quá. Con đầu to, trước khi ăn đào, phải rửa sạch lớp lông bên ngoài đi. Chỉ là con nhất thời quên mất thôi. Bố đầu nhỏ, bố đừng nghiêm túc như vậy chứ. Da bị dị ứng thì phải bôi thuốc. Thế vết thương nên xử lý thế nào hả bố đầu nhỏ ơi?
Thông thường chúng ta sẽ dùng những thứ như cồn để khử trùng trước, sau đó băng bó tránh bị nhiễm trùng. Còn xử lý cho động vật thì trực tiếp hơn, dùng đầu lưỡi liếm liếm rồi phơi nắng là khỏi. Rửa đào phải dùng nước và găng tay, còn cồn để khử trùng thì thay thế bằng rượu trắng cũng được. Thế là xong. Đào bé bỏng ơi, tao sẽ khử trùng vết thương cho mày nhé. Sẽ đau lắm đấy, ráng chịu nha. Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương rồi. Tiếp theo là băng bó. Xin lỗi. Nghe nói mặt trời có khả năng trị thương, phơi ở đây một lúc chắc sẽ khỏe lên. Đào đâu rồi? Bố đồ nhỏ, mẹ tập về. Có phải bố mẹ vứt đào trong phòng con đi không? Bà nội trồng ra cây đào bao vất vả khổ cực, vậy mà lại tùy tiện vứt bỏ chúng đi như thế, thật lãng phí. Con đồ to, con nói đúng, nên mẹ đã cho chúng vào lọ rồi. Mẹ tập về, sao mẹ chưa hỏi ý kiến con mà đã cho chúng vào lọ? Con đồ to, bình tĩnh đã, trả lại thế này. Con đồ to, ăn cơm thôi. Đào vẫn chưa vứt đi à? Con đồ to còn dùng cách mình nói để trị thương cho chúng nữa chứ, nhưng hiệu quả không khả quan lắm. Con đồ to, bố đồ nhỏ, sao lại mệt thế? Mẹ tập về, em nhìn này, hình như con đồ to rất trân trọng những quả đào này. Đúng thật. Hay là chúng ta bỏ chúng vào lọ đi? Thế là bố mẹ thấy đào hết cách cứu chữa rồi mới quyết định bỏ chúng vào lọ à? Con đồ to, ai nói là đào hết cách cứu chữa? Phần bị thối chỉ là thịt quả đào, nhưng sinh mạng của chúng lại nằm trong hạt đào cơ. Bây giờ trồng nó xuống đất, mai sau sẽ đơm hoa kết trái. Thật à? Thật chứ. Đào mà con ăn chính là từ hạt đào bố trồng ngày nhỏ đấy. Mẹ tập về ơi, con đi trồng hạt đào đây. Sang năm có thể thu hoạch được trái đào rồi. Chữ viết trên cột đình. Vận động giúp cho người trẻ khỏe. Đồ to, con muốn đi chạy bộ buổi sáng với bố không? Bố đừng quấy con, con sắp vượt ải rồi. Đồ to, con chơi game suốt ngày sẽ bị cận thị đấy. Nào, mau đi chạy bộ với bố, nhanh lên. Không đâu, cho con chơi thêm một lúc nữa đi. Con đồ to, con sợ thi chạy với bố đến thế cơ à? Sợ á? Còn lâu. Đi thì thi, đi thôi bố đồ nhỏ. Được. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Cố lên, con đồ to. Chúng ta đã chạy được một vòng quanh khu rồi. Con đồ to, đừng bỏ cuộc, mau chạy nào. Bố đồ nhỏ ơi, con thực sự không chạy nổi nữa. Cố lên. Không chạy nữa. Đồ to, con lười vận động quá. Bố phải tước quyền chơi game của con. Không phải, con không mệt chút nào. Thế con có dám thi với bố xem ai leo lên đỉnh trước không? Ngôi đỉnh kia kìa. Còn phải leo lên đỉnh nữa. Con sợ à? Con không sợ. Đi thì đi. Thằng nhóc này, điệu bộ không chịu thua giống mình ghê. Con
con xem. Đến rồi. Bố nói dối, bảo gần lắm mà lại chạy xa như thế. Con đồ to, cố gắng lên, chúng ta sắp tới đích rồi. Con không muốn leo thêm một bước nào nữa. Chưa leo lên tới đỉnh mà đã chịu thua rồi à? Muốn leo thì bố tự đi mà leo. Con đồ to, chúng ta chơi trò chơi đi, đảm bảo không mệt tí nào luôn. Trò chơi gì ạ? À? Chúng ta chơi kéo búa bao, ai thắng được lên một bậc. Nghe có vẻ hay, chúng ta chơi. Kéo búa bao. Con thắng rồi, giỏi quá, con có thể bước lên một bậc. Kéo búa bao. Con lại thắng rồi. Sao mình cứ dậm chân tại chỗ thế này? Kéo búa bao. Đến rồi. Khác hẳn so với nhìn từ bên dưới. Con đồ to có mệt không? Không mệt tí nào. Trong đình mát ghê. Con sẽ gọi các bạn đến đây chơi. Hay đó. Được. Chỉ cần các con không ru rú trong nhà, chịu khó ra ngoài hít thở không khí trong lành là tốt rồi. Bố ơi, bố nhìn xem ở đây viết gì thế? Viết là đã từng đến đây. Bố đồ nhỏ ơi, con cũng muốn viết con đồ to đã từng đến đây. Ngày mai hội kẹo bông tới sẽ nhìn thấy. Con đồ to, không được. Công trình công cộng là của mọi người. Viết chữ lên sẽ làm hỏng mỹ quan và cũng là hành vi không văn minh. Là hành vi không văn minh ạ? Đúng vậy. Thế thì không được làm rồi. Chúng ta về thôi bố đồ nhỏ. Con đã hẹn với Tiểu Minh và Kẹo Bông ngày mai lên đình chơi. Được. Trên các di tích văn hóa hay có nhiều du khách viết vẽ bậy bạ lên. Hành động như thế rất thiếu văn minh. Hôm nay đội thiếu niên tiền phong đến đây dọn dẹp. Bố ơi, ngày mai chúng ta cũng lên đó dọn đi. Được thôi. Em đến trước rồi. Wow, ở đây thoang thoảng hương hoa. Còn có mùi cỏ xanh nữa. Đồ to, chú đồ nhỏ. Sạch bông kim kít. Anh đồ to, chú đồ nhỏ. Không ngờ hai người lau cột sạch đến như vậy. Đồ to ơi, chúng mình cùng lau đi. Tốt quá, cho cậu dễ lau này. Kẹo bông, em có muốn tham gia không? Đương nhiên, lau sạch rồi chúng ta mới vui chơi ở đây được chứ.